Lên cho em một con tôm mì filler 2 pro nè mọi người. Đây, chống nước 5 ATM nha. Có đằng sau như thế này nha. Đó, da đà điểu khóa bướm. Dán tên vuông, bản này là bản 6 kim. Thứ nè, ngày nè, 12-24 giờ, rất là đẹp. Quá đẹp luôn. Rồi con này em bán cho mình 1 triệu mốt nha. Hàng hiệu tôm mì nha, da đà điểu nha mọi người, 1 triệu mốt cho em. Mã nó con này là mình chỉ cần inbox và chụp hình ảnh màn hình là em biết nha.